dùng thần thông độ chúng sanh. Câu hỏi của Diệu Tâm. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 9. Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc. Dùng thần thông độ chúng sanh. Câu hỏi của Diệu Tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, thầy không dùng thần thông để độ Minh Tông và Mật Ảnh, để uổng phí công lao tu hành mà không đến đích, để giúp thầy chấn hưng Phật pháp. Đáp: Có chứ. Thầy đã thể hiện thần thông giáo hóa vào mùa hạ năm 1995, ngồi suốt 15 ngày đêm không ăn uống, tịnh chỉ hơi thở hoàn toàn. Và cuối năm 1999, sau khi làm việc quá sức, bệnh phổi thầy tái phát, vi trùng phổi đề kháng thuốc, nên uống và chích thuốc không thuyên giảm. Bác sĩ và Phật tử khuyên thầy nên đi nằm bệnh viện, mỗi lần ho đều khạc ra máu. Thầy xác định với Phật tử: đã là một người tu thì không chấp nhận nằm bệnh viện, phải làm chủ bệnh tật như thế nào để mọi người trực tiếp nhìn thấy sự làm chủ đó qua Phật pháp màu nhiệm. Thầy vào thất và xin cô Út mỗi bữa ăn ngọ cho thầy thêm một ly nước cam tươi. Nếu không có thì cho thầy một ly sữa. Suốt 15 ngày, thầy dùng tâm lực của mình để hồi phục cơ thể. Lúc bây giờ, Minh Tông cũng đã chứng kiến điều này. Về thần thông có 3 loại. 1. Thần thông giáo hóa. 2. Thần thông ký thuyết. 3. Thần thông biến hóa. Những thần thông mà thầy vừa thể hiện ở trên là thần thông giáo hóa. Vì thần thông này có lợi ích rất lớn cho người tu tập như con đã thấy. 1. Để chứng minh thầy nhập 15 ngày thử, không ăn uống, hơi thở hoàn toàn tịnh chỉ mà không chết. Đó là sự lợi ích làm chủ được sự sống chết. 2. Bệnh lao phổi, vi trùng, đề kháng thuốc thì bác sĩ cũng phải chết, huống chi là một người như thầy. Thế mà dùng tâm lực trị bệnh chỉ có 15 ngày, mà cơ thể từ 35 kg tăng lên 44 kg, và chỉ trong 12 tiếng đồng hồ không còn khạc ra máu nữa. Đức Phật đã không chấp nhận hai loại thần thông, đó là thần thông ký thuyết và thần thông biến hóa. Hai loại thần thông này là thần thông huyễn hóa lừa đảo người, chỉ làm trò ý luận cho người giải trí. Do đó, thầy chẳng bao giờ dùng nó để lừa đảo ai cả. Mặc dù thầy đủ khả năng sử dụng, nhưng không thể sử dụng hai loại thần thông này để gieo vào lòng đệ tử của mình sự ham muốn. Người tu hành theo đạo Phật chỉ có lòng ham muốn duy nhất, là ham muốn làm chủ 4 sự đau khổ của kiếp làm người: sanh, già, bệnh, chết. Khi Minh Tông đến tin thầy tu, thì Minh Tông đã trèo lên tảng đá rất cao trước tổ đường để biểu diễn thiền định của mình. Thấy bản ngã của Minh Tông quá lộ liễu, và khi được vào tu hành thì nhắm vào thần thông chứ không phải đi tìm sự thoát khổ. Nên thầy đã thử thách cho ngồi trên vết thương rớm máu hơn 6 tháng trời. Thế mà bản ngã cũng chưa từ bỏ. Người như Minh Tông mà dùng thần thông biến hóa độ, thì Minh Tông sẽ trở thành một lãnh chúa làm bá chủ hoàn cầu. Đã không chấn hưng Phật pháp mà còn tai hại cho những người trên hành tinh này. Minh Tông là một con người có đầu óc chính trị hơn là một nhà tu hành, nhưng biết chuyển hóa thì cũng trở thành người tu hành tốt. Đạo Phật là đạo không ức chế tâm.
nên tâm còn hướng ra ngoài là đi ngược lại đạo Phật. Nhờ có những người tu không nghe lời dạy của thầy, như một số quý thầy, mà làm sáng tỏ thêm đường lối và giáo pháp của Đức Phật. Họ chỉ là đá trải đường cho người sau đi mà thôi.